À, xin chào các em. À, cô xin giới thiệu, cô tên là Đinh Thị Thanh Tuyết, cô là giáo viên tiểu học. À, hiện tại thì cô là giảng viên đào tạo siêu trí nhớ học đường. À, video ngày hôm nay thì cô sẽ hướng dẫn cho các bạn học sinh chúng ta sẽ áp dụng phương pháp liên tưởng liên kết kể chuyện để chúng ta chuyển đổi các con số thành hình ảnh. À, và ghi nhớ những cái con số tương ứng với những cái hình ảnh mình đã chuyển đổi. À, để các bạn chúng ta có thể ghi nhớ được một dãy số ngẫu nhiên, hoặc là chúng ta có thể ghi nhớ rất là nhiều số ngẫu nhiên, giống như là những cái kỷ lục gia siêu trí nhớ thế giới, những siêu trí nhớ siêu trí tuệ. Thì chúng ta phải thực hiện theo 3 bước. Thứ nhất là chúng ta phải chuyển đổi mã hóa các con số thành hình ảnh. Thứ hai là chúng ta sẽ sử dụng các cái phương pháp kỹ thuật ghi nhớ, ví dụ như là kỹ thuật liên tưởng, kết nối kể chuyện, hoặc là cái kỹ thuật hành trình. Và cái thứ ba là chúng ta sẽ rèn luyện, chúng ta sẽ ứng dụng và rèn luyện nó hàng ngày. Và khi chúng ta rèn luyện thì chúng ta sẽ có thể làm cho bộ não chúng ta khỏe mạnh, làm cho bộ não chúng ta nhanh nhạy, và làm cho bộ não chúng ta có thể ghi nhớ nhanh và lâu. Đó thì cái phương pháp siêu trí nhớ thực ra nó không hề khó, chỉ là chúng ta phải kiên trì, chúng ta phải chăm chỉ, chúng ta phải rèn luyện thì chúng ta sẽ có được những cái phương pháp ghi nhớ siêu đẳng, cái phương pháp ghi nhớ tuyệt vời như những siêu trí nhớ siêu trí tuệ. Và hôm nay thì cô hướng dẫn cho các bạn tiếp tục chúng ta sẽ áp dụng phương pháp liên tưởng liên kết kể chuyện để ghi nhớ các con số từ 44 đến 57. Đây là các cái con số chúng ta sẽ chuyển đổi thành hình ảnh từ 44 đến 51. À, số 44 thì chúng ta sẽ chuyển đổi thành hình ảnh là rừng thông. Cái này thì chúng ta sử dụng cái phương pháp là liên tưởng để chúng ta chuyển đổi mã hóa con số thành hình ảnh nha. 44 thì chúng ta có thể tưởng tượng nó ra được cái hình ảnh đó là rừng thông. 45 thì chúng ta sẽ chuyển đổi thành cục nam châm. 46 chúng ta sẽ chuyển nó thành hình ảnh là cung tên mục tiêu. 47 là cầu thang. 48 Doraemon. 49 là cái ly hay gọi là cái tách. 50 là xe đạp, và 51 là sư tử. Vậy thì cái việc mà chúng ta chuyển đổi các con số thành hình ảnh này có nghĩa là chúng ta đang thì thực hiện kết hợp cái bán cầu não trái và bán cầu não phải vào trong quá trình ghi nhớ của chúng ta. Bởi vì là khi chúng ta ghi nhớ mà chúng ta chỉ sử dụng một nửa bán cầu não thì nó sẽ làm cho chúng ta ghi nhớ nó bị lâu, bị chậm. Nhưng mà chúng ta sử dụng cả hai bán cầu não vào quá trình học tập và ghi nhớ thì nó sẽ nhanh và lâu hơn. Đó. Chính vì vậy mà cái phương pháp siêu trí nhớ, để mà nhớ nhanh và nhớ lâu thì chúng ta phải chuyển đổi các cái dữ liệu thành hình ảnh. Vậy thì để nhớ được các con số thì chúng ta phải chuyển đổi các con số đó thành hình ảnh. Thì chúng ta sẽ nhớ được nhanh nhất, nhiều nhất, lâu nhất. Và bây giờ để các bạn chúng ta có thể ghi nhớ được các cái hình ảnh tương ứng với các con số này thì chúng ta có nhiều cách. Chúng ta có thể lặp đi lặp lại, đọc đi đọc lại. Tuy nhiên thì cách đọc đi đọc lại, lặp đi lặp lại này thì nó sẽ mất thời gian của chúng ta lâu nhớ hơn, và chúng ta nhớ có thể nó bị chậm và nó bị lộn xộn. Cách thứ hai là các bạn chúng ta có thể là vẽ. Chúng ta sẽ vẽ các cái con số tương ứng với những hình ảnh này, và cái việc mà chúng ta vẽ thì nó cũng
là một cái phương pháp học để ghi nhớ nó cũng lâu. Tuy nhiên thì các bạn chúng ta vẫn nên học bằng cách vẽ, bởi vì khi chúng ta vẽ thì chúng ta sẽ nhớ được lâu hơn. Mặc dù là nhớ thời gian nhớ thì nó dài, nhưng mà khi chúng ta nhớ thì nó sẽ nhớ lâu hơn đó. Và khi chúng ta vẽ thì chúng ta sẽ kích hoạt não bộ, làm cho não bộ chúng ta nó khỏe mạnh hơn, nó sáng tạo hơn, nó vui vẻ hơn đó. Và cái thứ ba, cái phương pháp thứ ba là chúng ta có thể là sử dụng, đó là phương pháp liên tưởng kết nối tạo câu chuyện. Thì cái việc mà chúng ta liên tưởng kết nối tạo câu chuyện này sẽ giúp chúng ta nhớ những cái con số gắn với cái hình ảnh này nhanh hơn và lâu hơn đó. Thì sau đây cô sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách chúng ta sẽ nhớ các con số bằng phương pháp liên tưởng kết nối và kể chuyện nha. Bây giờ thì chúng ta nhìn thấy hình ảnh đầu tiên, 44 là rừng thông. Chúng ta sẽ nghĩ ra một cái câu chuyện như sau. Đó là có một lần thì em được đi chơi và tham quan một cái rừng thông. Đó. Thì khi đang thì dạo chơi ngắm cảnh thì bỗng nhiên em bấp phải một cái cục gì đó làm cho cái chân của em rất là đau. Và khi quan sát xuống thì em thấy được là có một cái cục nam châm ở đâu tự nhiên xuất hiện trên đường, làm cho em vấp phải, mà cái chân của em thì đã bị bầm tím, rất là đau. Sau đó thì bỗng nhiên em nhìn thấy có một số người đang thì đeo cung tên và mục tiêu vào trong rừng thông để tập bắn. Và khi nhìn thấy mọi người đang thì chuẩn bị tập bắn như thế thì em cảm thấy rất là hồi hộp, lo sợ, sợ rằng là mình ở đó thì có nguy hiểm không, cho nên là em quyết định là trở về nhà. Và khi trở về nhà ấy thì em đang thì bước trên cái bậc cầu thang của nhà mình đó, thì bỗng xuất hiện một cái con Doraemon rất là to và rất là đẹp đang thì đứng ngay ở trên cái lối đi đó. Thì khi em vừa tới nơi thì tự nhiên con Doraemon này bỗng biến ra một cái ly nước nhìn rất là hấp dẫn, màu đỏ rất là ngon, giống như là một cái ly Steam, ly tăng lực. Và nó mời em uống cái ly nước đó. Em liền lấy ly nước vào uống. Khi vừa uống ly nước vào thì một cái cảm giác rất là sảng khoái, rất là khỏe mạnh, rất là nhiều năng lượng. Lúc này thì em lại tiếp tục đi xuống nhà và lấy xe đạp chạy vòng vòng quanh sân để tập thể dục. Em đang thì chạy vòng vòng quanh sân tập thể dục thì bỗng nghe thấy tiếng gừ gừ của một con sư tử làm em giật mình. Em dừng lại và lắng nghe. Thì ra là tiếng của con sư tử này nó được phát ra từ một cái tivi của cái nhà bên cạnh. Chắc là họ đang chiếu một bộ phim gì đó mà có một con sư tử đang rất là hung tợn. Nó đang thì gừ gừ thục. Thế là chúng ta vừa nghe một câu chuyện liên quan đến các cái con số, các hình ảnh từ 44 đến 51. Các bạn chúng ta nghe câu chuyện mà chúng ta có nhớ câu chuyện chưa? Nếu mà chúng ta chưa nhớ câu chuyện thì chúng ta hãy nghe lại thêm một lần nữa nhé. Vậy thì chúng ta nghe lại thêm một lần nữa thì chúng ta sẽ nhớ được những con số tương ứng với những hình ảnh này. Và chắc chắn là các bạn sẽ ghi nhớ được các con số tương ứng với những hình ảnh. Chúng ta sẽ quay trở lại để chúng ta ôn lại nha. Đầu tiên thì chúng ta đi chơi ở rừng thông. Rừng thông chính là 44 này. Khi đang đi chơi thì chúng ta bấp phải một cái cục gì đó này, làm cái chân mình rất là đau. Đó chính là cục nam châm 45.
Mà chúng ta đang thì đi thì chúng ta lại gặp một số người đang thì vác tung tên một mục tiêu đi để mà tập bắn, đó chính là 46. Chúng ta cảm thấy là không ổn nữa, chúng ta trở về nhà. Vừa bước lên cầu thang thì cầu thang là 47. Thì bỗng nhìn thấy một con Doraemon rất là to, đó chính là 48. Doraemon liền biến thành một cái ly nước Stein rất là ngon, đó chính là 49. Và sau đó thì em lại uống cái ly nước đó vào và tràn đầy năng lượng, em lại tiếp tục xuống lấy xe đạp để chạy vòng 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 quanh sân tập thể dục. Xe đạp chính là 50. Và khi đang thì chạy thì bỗng nghe tiếng gừ gừ của con sư tử. Sư tử chính là 51. Như vậy là chúng ta đã thuộc các cái con số tương ứng với những hình ảnh chưa? Rồi, như vậy thì các bạn thấy không? Cái phương pháp mà liên tưởng liên kết và kể chuyện này sẽ giúp cho các bạn chúng ta ghi nhớ các con số và hình ảnh rất là dễ nha. Tiếp theo, mời các bạn chúng ta tiếp tục cùng liên tưởng, liên kết và kể chuyện để ghi nhớ các con số sau đây. 52, nó sẽ là hình ảnh của cái xe tô. 53 sẽ là hình ảnh cái răng. 54 hình ảnh người phục vụ. 55 là hình ảnh cái găng tay. 56 hình ảnh phao cứu sinh. Và 57 chúng ta sẽ chuyển đổi thành hình ảnh cái cổng thành. Tương tự như phần cô vừa hướng dẫn, chúng ta tiếp tục rèn luyện và ghi nhớ bằng cách liên tưởng, kết nối và kể chuyện. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục ghi nhớ các con số và hình ảnh này nhé. Một hôm thì ba mẹ cho em lên xe tô để đưa em đi đến bệnh viện để khám răng. Khi em tới nơi thì có một người phục vụ đã đến và hỏi han em, mang nước cho em uống và rất là chu đáo. Người phục vụ có đeo một cái đôi găng tay rất là vệ sinh, rất là sạch sẽ. Sau cái buổi ngày hôm đó thì em đã được bác sĩ khám và tư vấn rất là chu đáo. Em trở về nhà và chiều hôm đó thì em đi tập bơi. Khi đi tập bơi thì em có mang theo một cái phao cứu sinh để phòng cái việc là bị đuối nước. Và sau cái buổi tập bơi đó thì tối về em cùng với lại em của em mang những cái đồ, những cái đồ xếp hình ra, cùng nhau xếp thành những cái cổng thành rất là đẹp, rất là nhiều màu sắc. Đó là cái câu chuyện mà chúng ta có thể ghi nhớ được các con số tương ứng với các hình ảnh từ 52 đến 57. Lưu ý là khi mình kể thì mình liên tưởng, chúng ta hãy liên tưởng các cái câu chuyện nó còn kết nối với nhau thì chúng ta sẽ dễ nhớ hơn. Mỗi một bạn chúng ta sẽ có một cái sự liên tưởng, có một cái sự sáng tạo riêng, có một câu chuyện riêng của mình thì chúng ta sẽ nhớ cái câu chuyện đó nhanh hơn, lâu hơn. Rồi, chúng ta sẽ ôn lại nha câu chuyện của chúng ta. Đã nói đến cái gì nào? Đầu tiên là chúng ta lên ô tô. Lên ô tô chính là 52. Chúng ta lên ô tô để chúng ta đi khám cái răng. Khám cái răng chính là 53. Và khi đến nơi khám răng thì chúng ta được một người phục vụ đến phục vụ chúng ta, cho chúng ta nước uống. Đó chính là 54. Và người phục vụ này thì rất là lịch sự, rất là vệ sinh, đó là có đeo đôi găng tay. Đôi găng tay chính là 55. Sau khi chúng ta đã đi khám bệnh, khám răng về rồi thì chúng ta lại đi tập bơi. Và khi đi tập bơi thì có mang theo phao cứu sinh. Phao cứu sinh chính là 56. Và cái buổi tối ngày hôm đó thì chúng ta cùng chơi xếp hình, xếp cổng thành với lại em của mình, đó là 57. Thế là chúng ta đã nhớ được các cái con số tương ứng với các hình ảnh rồi. Chúc cho các bạn chúng ta sẽ chuyển đổi các con số thành hình ảnh
ghi nhớ các con số tương ứng hình ảnh để chúng ta có thể vận dụng vào để ghi nhớ các con số ngẫu nhiên một cách nhanh nhất, lâu nhất và nhiều nhất. À, các bạn thấy bài chia sẻ của cô hữu ích thì hãy bấm like này, rồi chia sẻ cho mọi người được biết này, và nhớ là bấm vào chuông để chúng ta sẽ được thông báo về những cái bài chia sẻ mới nhất của cô nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.